Các con thân mến, hôm nay cô Lan sẽ hướng dẫn các con làm quen với bảng chữ thường và chữ hoa. Bảng chữ cái tiếng Việt. Tiếng Việt có 29 chữ cái. Trong bảng chữ cái tiếng Việt có tất cả 29 chữ cái, gồm 11 nguyên âm đơn A, Á, Ớ, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, I, với nhiều cách viết ia, 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 ie, ie, u, a, u, o, ư, a, ư, ơ, có 3 nguyên âm đôi. Các chữ cái còn lại được gọi là phụ âm, đa phần là một chữ cái, trong đó có 9 phụ âm được ghép bởi 2 chữ cái, đó là phờ, thờ, chờ, di, chờ, nhờ, ngờ, khờ, gờ. Có một phụ âm được ghép bởi 3 chữ cái, đó là ngờ ghép. Có 3 phụ âm được ghi bằng nhiều chữ cái khác nhau, ca, gờ, ngờ. Ca thì được ghi bằng ca, cờ. G thì có G đơn, G ghép, G đơn, G ghép. Cô giới thiệu với các con bảng chữ cái mẫu chữ in. Mẫu chữ in hoa A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, Giờ, Đờ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, S, I. Chữ in thường A, Á, Ớ, B, C, D, D, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, S, I. Đây là bảng chữ cái mẫu chữ in. Bảng chữ cái mẫu chữ viết. Chữ viết hoa A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, Giờ, Đờ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, S, I. Chữ viết thường A, Á, Ớ. A, Á, Ớ, B, C, D, D, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, S, I. Khi các con viết vở, các con sẽ viết theo mẫu chữ viết. Mẫu chữ viết hoa, mẫu chữ viết thường. Các con lưu ý, khi trình bày vở, các con phải trình bày theo bảng chữ cái mẫu chữ viết. Các con xem video xong thì bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video của cô Lan. Các con có thể chia sẻ, gửi video cho các bạn của mình để các bạn của mình
cùng học bảng chữ cái. Mẫu chữ viết, mẫu chữ in, chữ viết hoa, chữ viết thường. Cô Lan chào các con.